Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Trở lại thông tin hôm nay, chúng ta cùng xem và theo dõi thông tin từ các hình ảnh trên bài viết này. Chúng ta sẽ xem Thanh Trần đang chơi cái chiêu trò gì đây, hay đang chơi trốn tìm với khán giả và cộng đồng mạng của chúng ta đây. Thanh Trần hôm nay lại đưa ra một cái tấm thiếp về một hình ảnh được cho là chứng chỉ hành nghề của luật sư Nguyễn Hồng Sơn. Trên hình ảnh thì chúng ta thấy rằng đích danh Hồng Sơn được in trên cái khung thiếp của một cái tấm để gọi là chứng chỉ. Và Hồng Sơn cũng đã được cấp bằng chứng chỉ vào năm 2018. Thực hư về vấn đề này và cái chứng chỉ hành nghề này giả hay thật, chúng ta nhìn sơ qua là cũng đoán được rồi. Thanh Trần à, cô cứ cho rằng khán giả của chúng tôi ngu lắm hay sao mà cô lại dùng hết chiêu này đến chiêu khác để lọc lừa khán giả của chúng tôi vậy? Thực ra hình ảnh về cái tấm chứng chỉ mà cô đã trưng ra trên mạng xã hội này, ai cũng có thể làm được cả. Và cô hãy xem và hãy nhìn lại thật kỹ giữa cái danh thiếp về cái chứng chỉ mà cô đang tung ra so với cái tấm chứng chỉ mà cộng đồng mạng chúng tôi đang làm, nó có khác cái chỗ nào hay không. Thực ra nếu như cái chứng chỉ mà cô trưng ra để chứng minh cho Hồng Sơn là một luật sư thực thụ thì ở đây cộng đồng mạng của chúng tôi có thể làm ra hàng trăm hàng ngàn cái như vậy để chứng minh cho cô đây là một ẩn danh luật sư là liếm trên cộng dân mạng trước này. Thực ra cô đã biết rồi đấy, xã hội hiện tại con người rất là thông minh. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cô nên tỉnh trí và nhìn nhận lại bản thân và nhân cách của mình đi. Đừng có quá ngáo mà bảo vệ cho Hồng Sơn một cách bất chấp như vậy để đánh đổi thân phận của mình. Thật là tội lắm đấy Thanh Trần à. Cô nhìn đây, đây là một tấm thiếp mà được gọi là chứng chỉ hành nghề mà cô đã tung ra để chứng minh rằng luật sư Hồng Sơn thực sự là một luật sư được cấp bằng vào năm 2018. Nhưng đối với cái tấm chứng chỉ của cô thì chúng tôi cùng làm đẹp hơn, sắc sảo hơn và cùng dễ thương hơn cái tấm của cô đấy. Thực ra cô không thể nào mà ma mị cộng đồng mạng của chúng tôi suốt như vậy được đâu. Cô hãy tỉnh trí lại đi, cô hãy chứng minh thân phận của mình đi, cô hãy chứng minh nhân cách, thân phận của Hồng Sơn đi. Đừng bao giờ cố chấp như vậy nữa, muộn lắm rồi Thanh Trần ạ. Cô hãy nhìn lại bản thân của mình đi. Nhân danh là một luật sư nhưng tại sao cô lại đi bảo vệ cho cái sai của Hồng Sơn? Hồng Sơn là một kẻ giả dạng luật sư lọc lừa niềm tin khán giả của chúng tôi biết bao nhiêu năm nay. Đến bây giờ chúng tôi chỉ trông chờ Hồng Sơn hãy trả lời cho chúng tôi biết Hồng Sơn hiện tại là ai và đang tham gia ở đoàn luật sư nào. Hồng Sơn có phải là luật sư hay không? Chỉ đơn giản như vậy, nhưng tại sao Hồng Sơn không chứng minh được, không trả lời được mà lại ném đá qua cho Thanh Trần? Thanh Trần định chơi cái trò gì đây nữa đối với chúng tôi đây? Chúng tôi thật là ngán ngẩm cho hai con người này. Chúng tôi không còn niềm tin với hai con người này nữa. Thưa quý vị, thật ra đối với cái tấm được gọi là chứng chỉ hành nghề luật sư mà Thanh Trần up lên để khẳng định đây là luật sư Nguyễn Hồng Sơn cũng đã được Bộ Tư pháp cấp bằng chứng chỉ cho anh. Thực ra cái điều này rất ngớ ngẩn và rất là tệ hại đấy Thanh Trần ạ. Thực sự cô làm cái việc gì khán giả ở đây cũng đều biết hết cả. Cô nên dừng cuộc chơi lại đi. Cô hãy nghĩ lại thân phận của mình đi. Đừng bao giờ lọc lừa niềm tin của chúng tôi nữa. Đủ rồi đấy Thanh Trần. Dù sao đi chăng nữa, cô cũng được chúng tôi tôn vinh, được nhân danh là một vị luật sư có thể cống hiến, giúp ích cho đời. Nhưng thực ra cô chẳng giúp ích gì cho cuộc đời này cả. Cô lại đem những cái điều trớ trêu, những cái điều gian xảo của cô nhồi sọ trong tư tưởng của chúng tôi, khiến cho chúng tôi nghi lầm nghĩ quẩn đến rất nhiều người. Trước đây chúng tôi đã từng ngưỡng mộ, yêu mến nhiều người, nhưng cũng chỉ vì tư tưởng của cô cho nên chúng tôi đã nghĩ sai đường và chúng tôi đã biết hối hận rồi. Hôm nay cô nên dừng lại cuộc chơi này đi, hãy tỉnh ngộ lại đi, hãy đừng tự cho mình là quyền lực trong xã hội này. Cô nên nhớ bà Phương Hằng cũng chỉ vì ngáo màn xã hội, ảo tưởng đến sức mạnh về quyền lực mà cũng đã vướng vào pháp lý đấy. Còn đối với cô chỉ là một thạc sĩ luật sư bình thường trong xã hội. Cô chỉ là nhân viên, cô chỉ là một luật sư tập sự mới vào nghề thôi. Nhưng sau cô lại ảo quá vậy? Thực sự ra tương lai của cô cũng chính tự cô đánh đổi đấy.
cô hãy tỉnh trí lại đi Thanh Trần, vẫn còn kịp. Chúng tôi có thể buông tha cho cô bởi những lời xin lỗi, hay hoặc cô có thể nhìn nhận để thấy được cái sai của mình mà tự sửa đổi đi. Cô đừng vì cố chấp mà bảo vệ cho Hồng Sơn một cách bất chấp như vậy. Hồng Sơn đang lợi dụng cô làm một lá bài chắn để đứng ra cản đường và rước hết các cái tội danh cho Hồng Sơn đấy. Cô nên nhớ và hãy nhìn thẳng vào sự thật này đi. Thưa quý vị, nhìn kỹ lại tấm danh thiếp được cho là chứng chỉ hành nghề mà Thanh Trần đã đăng tải lên mạng xã hội để khẳng định đây là luật sư Nguyễn Hồng Sơn, cũng đã được cấp ngày 9 tháng 10 năm 2018 để chứng minh và để dẫn dắt cộng đồng mạng và xã hội đây là Hồng Sơn thực sự đã được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề vào năm 2018. Như vậy, tại sao Hồng Sơn vừa mới cấp chứng chỉ hành nghề được một năm thì đến một năm sau, năm 2019, Hồng Sơn lại bị tước bằng cách chức như vậy, Thanh Trần? Chắc có lẽ đạo đức và giá trị của Hồng Sơn quá bèo và thấp kém, cho nên vì vi phạm đạo đức, vì nghề nghiệp, vì không có đạo đức hành nghề, cho nên Hồng Sơn đã bị tước bằng cách chức một cách vô cớ như vậy. Như vậy chẳng phải cô đã tự vả vào mặt mình và tự tát thẳng vào mặt Hồng Sơn? Cô đã bôi bẩn danh dự của Hồng Sơn rồi sao? Thanh Trần, cô hãy nhìn thật sự lại đi, cô đang hại Hồng Sơn hay là cô đang giúp đỡ Hồng Sơn, hay là cô đang ma mị dẫn dắt cộng đồng mạng đi đâu đây? Thực ra cô tưởng cộng đồng mạng là những trẻ con, là những cụ già lẫm cẩm hay sao mà cô dùng những cái chiêu trò này để mà mất chúng tôi? Thực ra những cái danh thiếp được gọi là chứng chỉ hành nghề như thế này, chúng tôi làm còn đẹp hơn cô đấy. Hình ảnh của Hồng Sơn cô lượm lặt đưa ra để làm một cái để gọi là chứng chỉ hành nghề. Đây thực sự là một chứng chỉ hành nghề giả mạo mà không biết cô lượm ở đâu. Cô nhìn đi, hai cái chứng chỉ hành nghề giả và thật này nó có giống nhau hay không? Thực sự thật là trớ trêu cho cô. Cô đã lọc lừa chúng tôi như vậy quá là đủ rồi. Thưa quý vị và các bạn, sự thật đã rành rành như vậy rồi. Vậy mà đến bây giờ Thanh Trần vẫn còn cương quyết cho rằng Hồng Sơn vẫn là một luật sư. Cái sự vô lý và ngu dốt ở đây là Thanh Trần đã đưa những cái chứng cứ nó mang tính chất rất là vớ vẩn, tưởng rằng cộng đồng mạng này là những người mà ngu dốt như cô cũng đã từng nói. Thưa quý vị, thực sự những tấm chứng chỉ này ở thời đại 4.0 như thế này, ai mà làm không được. Vậy mà Hồng Thanh lại chưng lên để khẳng định đây là một Hồng Sơn của chúng tôi, là một luật sư thực sự mà đã được Hồng Thanh và khán giả của Hồng Thanh ngưỡng mộ, tôn sùng từ bấy lâu nay hả? Thực ra Hồng Sơn là ai hiện tại bây giờ, Hồng Sơn cũng vẫn không dám chứng minh và lộ diện danh tính của mình. Hồng Sơn hiện tại đang trốn chùi, trốn nhủi để né tránh trách nhiệm và thân phận của mình. Như vậy, Hồng Sơn đã biết và đã bị bại lộ thân phận của mình rồi. Hồng Sơn đã tìm cách tránh né và lẩn trốn. Nhưng tại sao Hồng Thanh lại cố bất chấp để bảo vệ Hồng Sơn một cách mù quáng như vậy? Có phải Hồng Thanh đang trộm nhớ thầm thương thần tượng của mình rồi hay sao? Hay Hồng Thanh cũng đã lỡ nếm mặt nằm gai với Hồng Sơn rồi, cho nên bây giờ Hồng Thanh lại cố bất chấp một cách mù quáng như vậy chứ hả? Thật là tệ hại và nhục nhã cho hai con người này, không biết liêm sỉ là gì. Thưa quý vị, chúng ta nên tỉnh trí và hãy nhìn nhận lại sự thật của hai con người này. Đến bây giờ như vậy là chúng ta cũng quá đủ để xác minh, để chứng minh được họ là ai và họ đang làm gì trên cộng đồng mạng này. Có phải họ đang làm khuynh đảo cái cộng đồng mạng này để cho chúng ta phải phân chia rẽ tinh thần đoàn kết, hiềm khích, mâu thuẫn lẫn nhau hay không? Mục đích của họ đạt đến cái đỉnh cao cuối cùng là thâu tóm tài sản của Mạnh Thường Quân. Đến một lúc nào đó họ cảm thấy đủ rồi, bắt đầu cao chạy xa bay và để lại cho chúng ta một sự hối tiếc ngậm ngùi và hỡi ơi. Nhưng dù sao bây giờ vẫn còn kịp, chúng ta vẫn tỉnh ngộ để nhìn nhận ra thực sự hai con người này là ai. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian lắng nghe thông tin trên. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Mình xin chào, thân ái ạ.